xin kính chào quý anh chị của các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung. Vâng, hôm nay ngày 21 tháng 2 năm 2020 tại chợ ô tô miền Bắc thì Đức Trung lại lên sóng giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu xe, đó là chiếc Toyota Vios được sản xuất năm 2009, màu bạc, biển Thanh Hóa. Vâng, bên Đức Trung thì chuyên mua bán và trao đổi tất cả các cái dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Quý anh chị các bạn quan tâm thì hãy gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn qua Zalo số 0965 951 955. Quý anh chị các bạn mới xem video lần đầu thì hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho Đức Trung, và cũng cập nhật luôn được cái giá xe cũng như là các cái mẫu xe mà bên Đức Trung đang bày bán tại chợ ô tô miền Bắc. Thì trước mắt quý anh chị cùng các bạn này, đây là một cái mẫu xe Toyota Vios bản limo lưng e. Vâng, xe thì đã được trang bị la răng đúc, gương kính điện, tất cả mọi thứ thì nó cũng như bản E rồi. Xe thì còn rất là cứng cáp. Quý anh chị các bạn ưng cái mẫu xe này thì hãy gọi điện trực tiếp cho Đức Trung hoặc là đến xem xe tại chợ, địa chỉ ở km 47 quốc lộ 10 Quang Trung, Hà Nội, Hải Phòng. Vâng, cái mẫu xe này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 220 triệu. Vâng, chỉ với 220 triệu là quý anh chị các bạn đã sở hữu ngay một chiếc Toyota Vios sản xuất năm 2009, nước sơn là màu bạc, biển Thanh Hóa nhé. Vâng, Toyota Vios thì phải nói là một cái dòng xe nó có form dáng rất là đẹp. Vâng, chất lượng xe thì rất là bền bỉ. Sau đây Đức Trung sẽ tiến sát vào để quý anh chị các bạn ta trải nghiệm cái mẫu xe này. Cái xe thì cái cụm đèn pha này thì vẫn là đèn hở, đèn xịn nhá. Nên nó hơi bị ố vàng. Cái này thì đánh bóng nên là nó sẽ trong, nó sẽ đẹp. Thế toàn bộ các cái form đầu xe thì còn rất là ok nhá. Đấy. Cái form của ba đợt sốc thì các cái góc cạnh, các cái đường gân của xe thì còn tương đối là đẹp. Chứng tỏ là xe nó không bị đâm va. Đôi đèn pha thì còn rất là cân và đều. Lốp đằng trước ở bên phụ là răng đúc, phanh đĩa là răng xịn nhá. Xi nhan tích hợp gương, gương thì đã được ốp qua chrome. Và người đăng kiểm của xe thì còn đến tháng 2 năm 2020. Xe cũng được trang bị vè mưa và các cái tay hõm cửa thì ốp các cái chrome chống xước, và nó làm cho cái xe nó khá là đẹp. Đây là toàn bộ các cái phần nẹp sườn cũng như là cái bên sườn của xe, sơn xì sạch sẽ, sáng đẹp. Lốp đằng sau bên phụ là răng đúc, rồi phần sau thì là phanh tăng chống. Vâng, các cái cụm đèn pha, đèn hậu thì đã được ốp các cái viền chrome rất là sáng, rất là đẹp, và nó bảo vệ cái đèn chống bị chảy xước. Xe thì mang biển của tỉnh Thanh Hóa 36A22393. Đây, toàn bộ các phần ba đờ sốc lần sau còn khá đẹp nhá. Đức Trung sẽ quay cái phần gầm cho quý anh chị các bạn là ta quan sát luôn. Gầm của dòng Vios này thì nó không bị mục mọt, không bị han đâu. Vâng, theo thời gian thì nó cũng đổi màu một chút, nhưng mà cơ bản về chiếc xe này thì nó còn tương đối là tốt. Đây là cái lốp đằng sau bên lái là răng đúc, và các cái chỉ cua lốp thì vẫn còn nguyên nhá. Đấy, chỉ cua lốp này khá đẹp. Cái lắp bình xăng cũng như là các cái tay hõm cửa được ốp chrome hết rồi. Xe khá là cứng, xe là đẹp. Lốp đằng trước ở bên lái là răng đúc, phanh đĩa. Ta quan sát hết cái phần ngoại thất này, Đức Trung sẽ quay tiếp đến cái phần nội thất cho quý anh chị các bạn ta cùng xem. Vâng, xe thì được trang bị bộ ghế da màu kem khá là đẹp. Táp lô, táp ly màu đen kết hợp với lại màu kem nhé. Đầu CD nguyên bản của Vios. Trần lý nguyên bản đã được bọc một cái lớp ni lông. Vâng, khá đẹp. Điều hòa cơ đầu CD âm thanh rất là hay. Vâng, xe thì được trang bị gương kính cụp xòe. Vâng, kính điện 4 cánh và gương thì chỉnh điện. Táp lô, táp ly khá là sạch đẹp. Và cả cái phần keo chỉ cũng như là phần sơn nhựa của cánh đằng trước ở bên lái, các cái phím lên xuống kính, các cái bậc lên xuống đã được ốp các cái miếng chống chảy xước nhé.
toàn bộ các cái hệ thống bàn lề, dây điện cũng như là cái đinh bấm của kèo cột. Vâng, vẫn còn nguyên zin hết. Vâng ạ, à, đây là cái hàng ghế thứ hai. Vâng, hàng ghế ngồi 3 người khá là rộng rãi, da thì còn rất mới, rất là căng đẹp. Cái bậc lên xuống cũng như là một chút vào cái kèo cột. Cái đinh bấm kèo cột còn rất zin nhá, rất led. Và cái cánh đằng sau bên lái sơn nhựa keo chỉ, các cái phím bấm cũng như là cái hõm cửa khá đẹp. Xe thì cũng đã được dán các cái phim cách nhiệt cho cánh, bốn cái phần là kính. Cánh đằng sau ở bên phụ khá đẹp. Tất cả các cái chi tiết này được chung quay cho quý anh chị các bạn cùng xem này. Đinh bấm. Vâng, quý anh chị các bạn, ai mà ưng cái mẫu xe Vios 209 bên Đức Trung đang chào bán với giá 220 triệu thì hãy gọi điện cho Đức Trung số 0965 951 955. Đấy, quý anh chị các bạn cũng có thể xem chi tiết trên video rồi đến xem trực tiếp tại chợ ô tô miền Bắc thì nó sẽ thực tế hơn. Trước khi ta quyết định mua cái mẫu xe nào thì quý anh chị các bạn hãy nhờ những người am hiểu về xe và có những cái đánh giá. Đây là cái cánh đằng trước ở bên phụ, toàn bộ cái phần tắt lô của xe, nội thất của xe khá đẹp. Và sau đây Đức Trung sẽ quay đến cái phần khoang cốp cũng như là khoang động cơ cho quý anh chị các bạn ta cùng xem thật là chi tiết các cái bộ phận này, các cái bộ phận quan trọng của xe. Đây là toàn bộ cái khoang cốp của chiếc Vios 2009, nước sơn là màu bạc. Vâng, bên Đức Trung đang chào bán với giá là 220 triệu. Đây là cái lốp dự phòng cũng như là cái dụng cụ đồ nghề đi theo xe. Mọi các chi tiết của cốp xe thì còn khá đẹp nhé. Keo chỉ. Vâng, đây là toàn bộ cái khoang động cơ của chiếc Toyota Vios bản limo lưng E sản xuất năm 2009. Vâng, xe thì được trang bị động cơ 1.5, mức tiêu hao nhiên liệu nó chỉ khoảng 6 lít trên 100 cây. Quý anh chị các bạn ưng cái mẫu xe này thì hãy gọi điện cho Đức Trung. Vâng, xe thì còn tương đối là cứng cáp. Quý anh chị các bạn mua chiếc xe này về phục vụ gia đình hay là chạy dịch vụ thì cũng ok. Vâng, Vios thì nó khá là lành xe, phụ tùng thì dễ kiếm mà nó rẻ. Vâng, kính thưa quý anh chị cùng các bạn, trong ít phút vừa qua thì Đức Trung đã lên sóng giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu xe. Đó là chiếc Toyota Vios được sản xuất năm 2009, nước sơn là màu bạc biển Thanh Hóa. Vâng, mẫu xe này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 220 triệu. Quý anh chị các bạn ưng cái mẫu xe này thì hãy đến xem xe trực tiếp tại chợ ô tô miền Bắc, hoặc là cũng có thể gọi điện cho Đức Trung theo số 0965 951 955 để ta chốt chiếc xe này. Vâng, xin cảm ơn quý anh chị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở các cái video lần sau.